3:05 chờ lệnh ở vịnh cầu cảng thì chúng tôi đã lên cano. Cano của tôi đang thẳng hướng là vịnh San Hô Nha Trang. Tại vịnh San Hô vào sáng nay thứ hai đầu tuần. Đây đây mình tham quan tôm, tham quan cá này, em mời bắt con này lên chụp hình là cái phim này. Cái này là con này là cầm anh quay được. Cầm anh cầm thử đấy. Cầm nhé, cầm. Đây là loại một con nhất của họ. Bia đâu, bia đâu? Bia đây, bia đây. 2, 3. Go. 2, 3. Go. 2, 3. Hôm nay mình cũng giấu các bạn luôn. Đây này, anh không ngồi đang đi tiếp đâu. Cô Trang đâu, kia đeo vào. Đi nha. Rồi, thế chị em chưa nghe cái chuyện rau má Thanh Hóa. Lá rau má to bằng lá môn rồi. Không, cái này không phải hoa nhãn. Chị hoa nhãn nó hoa gì trời ơi. Này cây á, nhãn nó có hai loại nhãn. Nhãn có mắt là nhãn lồng. Còn đây là nhãn nước. Chào em. Okay. À, chào gia đình nhà Hoàng Anh này, giờ mình đang làm gì đây? Tắm thật sự nha, thử trao nhau nụ hôn cái nào, trao nhau nụ hôn cái nào. Thôi à, rồi ok, đang xả bồn nhá.